Asuren LED Lighting, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường, sản phẩm của công ty Asuren toàn cầu. Chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Asuren LED Lighting của chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một dòng sản phẩm đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn hiện nay, đó chính là đèn chiếu hiểm âm trần. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi rõ hơn về dòng sản phẩm này quý vị nhé. Đầu tiên về mặt kinh tế, đó chính là đối với dòng sản phẩm đèn LED của Asuren LED Lighting sẽ tiết kiệm điện từ 50 đến 80% so với đèn huỳnh quang và compact. Tiếp theo nữa là tuổi thọ trung bình cao trên dưới 50.000 giờ, nên chúng ta không phải thường xuyên thay bóng đèn và độ bền lớn, rất khó bị vỡ khi bị va đập mạnh. Còn đối với sức khỏe thì do cấu tạo không chất thủy ngân, không chất độc hại với môi trường, ánh sáng không nhấp nháy, không tia cực tím, không bức xạ nên không gây ra các dị tật ở mắt, không ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta và đặc biệt là trẻ nhỏ. Và thưa quý vị khách hàng thân mến, Asuren LED Lighting của chúng tôi có rất nhiều sản phẩm đèn chiếu hiểm âm trần. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về một trong những sản phẩm như vậy. Đầu tiên, chính nó sẽ tập trung ánh sáng chiếu vào một khu vực nhất định nào đó mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như là ở bàn học, bàn làm việc, hay một bức tranh, một pho tượng, một bình hoa trong gia đình, hay một sản phẩm trưng bày. Với công suất thì vừa phải để cung cấp ánh sáng đủ cho vật chủ đẹp và lung linh hơn. Nó dùng để trang trí, chiếu sáng, làm điểm nhấn cho phòng khách của mỗi gia đình và đặc biệt là trong những cửa hàng để làm nổi bật sản phẩm bày bán. Với sự góp mặt của đèn LED chiếu điểm thương hiệu Asuren LED Lighting sẽ làm hài lòng những người sử dụng. Dòng đèn LED này của Asuren hiện có nhiều loại với mẫu mã khác nhau, phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của từng đối tượng khách hàng. Đèn LED âm trần chiếu điểm rất thuận tiện vì có thể điều chỉnh được góc chiếu sáng theo ý muốn của mình và đã rất thông dụng ở các cửa hàng thời trang, các sản phẩm trang trí, trưng bày, v.v. Và khi chúng ta sử dụng đèn LED âm trần chiếu điểm sẽ tạo nên nguồn sáng tinh khiết cho ngôi nhà của bạn, làm nổi bật lên những vật dụng trang trí trong phòng khách, phòng trưng bày của chúng ta. Và đặc biệt với kết cấu âm trần, vật liệu cao cấp đảm bảo cho đèn chiếu điểm phù hợp với bất kỳ loại kiến trúc nội thất nào và ở bất kỳ khu vực nào trong ngôi nhà của chúng ta. Đồng thời thì cách lắp ráp cũng rất đơn giản, nhanh chóng và gọn lẹ. Hiện nay, dòng sản phẩm đèn LED âm trần chiếu điểm này của Asuren LED Lighting của chúng tôi cũng có rất nhiều loại và nhiều watt cho khách hàng lựa chọn để phù hợp với nhu cầu trong không gian và sở thích của mỗi kiến trúc cũng như là gia đình của các bạn. Và dòng sản phẩm này của Asuren LED Lighting được chúng tôi bảo hành lên đến 3 năm. Và thưa quý vị thân mến, như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị nhiều lần, đó là lưu ý cho khách hàng khi mua sản phẩm đèn LED nói chung và đèn LED chiếu điểm nói riêng. Vì trên thị trường của chúng ta hiện nay thì có rất nhiều loại và nhiều hãng khác nhau, bởi vậy mà giá thành cũng đa dạng và có sự chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, như ông bà ta vẫn thường nói quả không sai, tiền nào thì của nấy. Hôm nay thì Asuren LED Lighting sẽ chia sẻ đến quý vị một số lưu ý khi chúng ta lựa chọn để đảm bảo được đèn LED của mình mua thực sự đúng chất lượng, tiết kiệm và đặc biệt là an toàn, đúng với giá trị của mình mong muốn. Quý khách hàng lưu ý về màu sắc thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra thật kỹ lớp sơn phủ ở bề mặt có bóng và đều hay không, hay là có bị loang lổ không đều màu. Cấu tạo của đế tản nhiệt thì có chắc chắn, có dày hay là mỏng và bằng chất liệu gì, có được sơn phủ kỹ hay không. Đó là những lưu ý chúng ta cần quan tâm khi mua dòng sản phẩm đèn LED đang được bày bán trên thị trường. Như vậy là hôm nay chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm đèn LED âm trần chiếu điểm của Asuren LED Lighting. Hy vọng quý vị sẽ lưu ý và có thêm chút kiến thức bổ ích khi chúng ta đi mua đèn LED để sử dụng vào mục đích của mình. Và để tìm hiểu rõ hơn về các sản phẩm đèn LED nói chung, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.